Chào tất cả các bạn. Tiếp nối cái nội dung và chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái hệ thống bộ chế hoạt khí nữa. Thì đối với những dòng Ryobi, đây là mình gọi là Ryobi đời mới nha các bạn. Là cái nhãn mác là Isuki. Thì nghĩa là CZX26. Thì cái dòng máy này như những cái clip trước mà mình đã chia sẻ với các bạn, để mà chúng ta lên chế ngang cho cái con máy 260 Ryobi mà nó sử dụng bộ chế hòa khí của bình sơn con máy cưa đó các bạn. Thì đặc biệt đối với dòng này thì nó sử dụng cái bộ chế nó hai họng. Mình gọi đây là hai họng. Hai họng là như thế nào một chút mình sẽ tháo ra chờ để chia sẻ với các bạn. Thì đối với những cái dòng máy này đó các bạn thì mình cũng không có thích lắm. Vì đặc tính của nó là nó không có bằng cái dòng Komatsu đời đầu. Thêm một phần nữa đó là về cái bộ chế của nó, hầu như là mình cũng không có máy thợ rồi này nọ, họ cũng hơi ngán ngẩm một tí. Vì cái bộ chế mà hai họng này hoặc là cái bộ chế của bình sơn con máy cưa thì hai mẫu này hình như là thợ họ cũng không có thích lắm, vì cái độ ổn định và cái độ mà chúng ta khắc phục đó, nó khó khăn và nó phức tạp hơn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành vào cái nội dung chính ngày hôm nay nha các bạn. Chúng mà các bạn sẽ đi tìm hiểu thêm nha. Thì con máy này là mình cũng xin nói lại là con máy này là của khách họ sửa. Cái con máy này khách họ mua, nghĩa là cũng mua từ hàng bãi thôi, nhưng mà nó hoạt động chưa có được ổn định. Thì hôm nay mình sẽ sẵn đây mình chính xin giới thiệu các bạn luôn. Vì con máy này đặc biệt là mình không có làm, vì lý do là những cái khuyết điểm mình nói nãy đó. Đây là bộ chế của nó nè, các bạn thấy đây là hai họng. Những cái dòng này nó thiết kế hầu như là cho những cái dùng khí lạnh đi các bạn, chứ những dùng nhiệt đới của mình thì nó có cái khuyết điểm hầu như là những bộ chế này chạy không được ổn định lắm. Mấy cái này giống như là nó những cái máy mà nó sử dụng cục bô đó bạn, nó lấy khí gió như thế nào á. Những thợ Việt Nam nữa họ hay cái tiền để mà chúng ta khắc phục. Đối với những dòng máy cưa các bạn, những hưu rồi đó mà nó hai họng, chế hai họng như thế này thì hầu như là mình thấy chạy không được ổn định. Bây giờ mình sẽ nổ máy lên hiện tại như thế nào các bạn xem. Đối với chế hai họng này thì các bạn nghe tiếng máy giống như là những bộ chế của bình sơn con máy cưa, những dòng Ryobi mà đời màu vàng các bạn. Và cái body của nó thì nó vàng như vậy nè, nhưng mà nó sử dụng cái bộ chế bình sơn con máy cưa. Cái clip cách đây cũng khoảng một năm trước mình có làm rồi, là một là về cái độ bốc và cái nói chung như là máy này mình theo tiếng máy thì nó chạy không có bằng Komatsu đời đầu. Và cái khuyết điểm của nó là bộ chế của nó hơi là khó sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Những dòng thiết kế như thế này là giống TPE đó các bạn. Nhưng mà nó tóm lại là cái dòng đó cũng thiết kế hai họng như thế này nè. Mình cũng không, nói chung nhà thợ gặp đời đó là cũng né các bạn. Cũng không có thích, không có chuộng.
kể cả những dòng Komatsu này cũng vậy. Cái phần bên dưới này là cái hệ thống khung hòa khí này các bạn. Còn phần bên trên này là chắc có thể là mình nghĩ là nó lấy cái lấy cái không khí để là nó lấy gió lấy đồ các bạn. Cái này nó giống như là nó thay thế cho một bô thôi. Các bạn thấy đấy là nó càng thiết kế phức tạp chừng nào thì cái khâu xử lý nó là càng khó chừng đấy. Đấy là những cái khuyết điểm của những cái dòng này. Đấy, các bạn thấy đây. Và cái chế khiếm của nó thì nó cũng khác với lại cái loại chế mà màu vàng. Màu vàng thì nó có cái cành giữa tại đây, nghĩa là cái hầm tròn mà có cái ngành giữa ngăn tại đây, xử lý của bình xăng con máy cưa. Còn nói cái giờ thì dòng này nó có hai hầm, một là cái khung nhiên liệu, hai là cái lượng không khí đấy. Ở đây nó có một cái ống xăng các bạn. Ở đây nó có một cái ống hơi. Thì đối với những dòng bộ chế máy cưa đó các bạn, nó cũng có cái ống hơi trả về. Đây cũng đây nó cũng có một cái ống hơi nha các bạn. Các bạn thấy đây, bởi vì là nó rất là phức tạp. Mà các bạn cũng biết rồi, nó đơn giản quá thì chúng ta dễ suy luận, nghĩa là dễ sửa chữa. Còn mà càng phức tạp chừng nào thì chúng ta kiểm tra và cái xử lý thì nó lại khó chừng đấy. Vì thế những cái dòng này các bạn nên cân nhắc. Mình ở trong gia những cái dòng này mình cũng không có trụ. Đấy thì các bạn thấy đây, về cái thiết kế và về cái cấu tạo của nó thì những cái bộ da này nó sử dụng chung giữa dòng 260 thì mình thôi. Nhưng mà nó có cái đặc điểm ở đây nè, nó hai họng nè, một họng nhiên liệu và một họng không khí. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo, mình sẽ chia sẻ những cái nếu mà những cái dòng máy nào mới lạ chia sẻ và mình sẽ nói về những cái ưu và nhược điểm của mỗi dòng cho các bạn nên chúng ta tìm hiểu thêm. Vì có với những cái dòng máy mà nó có cái hệ thống kích điện các bạn, nghĩa là bộ chế mà sử dụng cái hệ thống kích điện. Đối với những dòng Komatsu các bạn, Komatsu là có hệ thống nghĩa là nó phun xăng bằng điện, nghĩa là điện của nó cái cùng điện của nó truyền dây vào bên trong cái bộ chế này. Khi mà cái 500 từ trường của nó kích điện, nó sẽ nhảy càng một tu. Thì những cái dòng đó nói chung ra là cũng không sử dụng các bạn.
hầu như là những thợ ở đây họ bỏ hết. Thì đó, những cái dòng đó các bạn chưa có, các bạn chưa có biết, thì nếu mà có cơ hội hay là có những cái việc nào mà mình sẽ chia sẻ đến các bạn, thì chúng ta tìm hiểu thêm về cái hệ thống bồ chế đó. Hôm nay mình sẽ cho các bạn tìm hiểu thêm về cái một cái loại chế này nữa. Đấy. Về cách vệ sinh và chung ra là kiểm tra hay căn chỉnh nữa, thì cũng như những cái dòng chế 260 của mình, nhưng mà có cái là nó hơi khó chỉnh một tí các bạn. Với lại đặc tính của dòng máy này là nó chạy cái tiếng máy mình nghe không có thích lắm, nhưng là nó đầy mà nó cái nói chung ra là nó không có được như Komatsu đời đầu, nghĩa là những cái dòng Komatsu đời đầu chạy chỉnh tất cả luôn à. Bởi hầu như là những cái dòng sau này lại nó là những cái khuyết điểm của những dòng trước. Tại sao các bạn thấy mình ít làm những cái dòng máy mẫu mới sau này? Vì nó có những cái khuyết điểm mà mình thấy là không có bằng những cái dòng máy đời đầu. Kể cả những cái chi tiết như bộ lồng lửa nè, nhân dân rồi căn chỉnh thì nó cũng giống như những cái dòng của mình thôi. Đây. Đây. Bây giờ mình sẽ lắp vào cho các bạn. Lắp vào và khởi động lại một lần nữa cho các bạn xem. Con máy này khi sáng là họ khách lại đây á, là nó không có được ổn định đúng không ạ? Nó chạy nói chung như là nó, mình thấy là nó chưa được ổn định. Mình đổ máy thì mình thấy cũng được. Thậm chí những cái dòng Komatsu hôm bữa mình thấy cái màu xanh như thế này nè, mà Komatsu nữa mà rất là đẹp, chế thì vẫn chế ngang luôn, nhưng mà mình hỏi là mấy anh em thì họ nói là thôi, tốt nhất là dòng mới chúng ta nên né. Thì những dòng sau này nhiều khi hỏng đồ này nọ chúng ta khó mà tìm cái nguồn hàng, nên vì thế là cứ cái bài nào quen thuộc cứ làm tới rồi. Khi bán một con máy nó rất là phức tạp. Bên dưới nó có cầu dao không? Bên dưới đồ xài cầu dao chống giật đó, mà nãy nó chạm gì mà nó không nhảy.
coi là cầu dao đó nhiều khi bị hư nữa. Không phải tao thử luôn trên cái cầu dao cái nha. Nghĩa là nó có điện nhưng mà nó không có qua cầu dao chống giật, bị hư, nó không có nhảy, nó hư. Cái người dao chống giật á, ông Châu qua nó chống giật không? Cái đó chú Tư mua mới đó, giờ rốt cuộc nó hư có điện đâu. Nãy đó tôi câu đó nó nổ cái tốt thì thấy mà nó có cái nhiều cuốc gì đó. Vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn thêm một cái mẫu máy dòng Yubi, cái tên thương hiệu là Isuki đúng không? Là hôm nay thì mình chỉ giới thiệu về cho các bạn tìm hiểu thêm về cái bộ chế mà nó hai hồng xăng. Những cái dòng máy cưa cũng hay có đó bạn, trên những cái dòng hu á rất là nhiều. Thì nội dung clip hôm nay thì mình chỉ chia sẻ và trình bày với các bạn như thế thôi, để các bạn có thể tìm hiểu thêm và chúng ta có thể khắc phục khi mà các bạn gặp phải những con này. Một lần nữa các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những cái thông báo và theo dõi những clip tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào các bạn nhé.